Hello Đình Thái, chào các anh ơi. Hôm nay em lại gửi tới các anh những cái dụng cụ, những cái thứ em mới lấy được cũng như là những cái cũ. Tại vì cái clip trong những ngày này là anh em thắt chặt chi tiêu quá nên là ít người xem lắm, nên là em bán cũng chưa có được, nên là em đăng lại những cái cũ, mà những cái hàng hot không anh, hàng 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 thương hiệu không, nên là có những cái mới thì em sẽ đăng, còn những cái cũ thì anh nào chưa xem mà vào sau mà thấy được thì là ủng hộ em. Rồi cái đầu clip của ngày hôm nay thì em sẽ gửi tới như thường lệ thì em sẽ gửi tới các anh cái số điện thoại của em là 0903588867, số điện thoại cũng như số Zalo. Rồi đầu clip em xin cầu chúc cho tất cả mọi người được nhiều sức khỏe và bình an. Em clip của ngày hôm nay em gửi tới cho các anh đầu tiên đi ha. Đầu tiên là cái này là cái dầu của Mỹ này, các anh nhắn tin hỏi em, nhưng mà thật sự ra thì em nói là hết rồi, em chỉ còn lại có một màu này thôi. Cái màu này là cái màu cherry nhá, nó giống như thế là cái màu cánh gián của mình vậy. Đó. Một lon của nó là 946 ml nha các anh nha, hàng là made in của Mỹ nha, nội địa Mỹ. Cái màu này là cái màu gọi là cái màu cánh gián của mình đi ha, các anh cứ về các anh nha. Đây là cái màu nó, đây là cái màu trong này nha, trong cái ô nhỏ này. Đó. Về các anh nhúng dễ, các anh lau nó từ 8 tiếng tới 10 tiếng thì các anh mới lau lại được lần hai nha các anh nha. Đó, mà sau 72 tiếng thì nó mới khô, đó là cái nhược điểm của nó, nhưng mà nó không bong tróc, không nứt nẻ. Đây là cái thương hiệu này, các anh cứ lấy dễ, các anh lau nó giống giống như cái Bentley vậy á. Đó, giống như Bentley á thì nó sẽ bóng mà nó đẹp như thế này đấy các anh. Đó. Còn cái màu này á, nó gọi là cái màu em gọi nó là cái màu, cái thương hiệu của cái màu trên ghi trên thân lon á thì là nó là màu óc chó nha các anh nha. Nó là màu óc chó, nhưng mà em chỉ còn 4 lon này thôi. 4 lon màu óc chó này thôi. Đó, nhưng mà nó bị rét nha ha, nó bị ẩm rồi nó mục nên là nó bị chảy. Nó em đóng đi thì sẽ không được. Anh nào lấy thì em phải phải mua cái can nhựa nhỏ, em chết ra thì em gửi tới về về cho các anh. Chứ cái lon này đi đường thì không thể nào đảm bảo được nha các anh nha. Cái màu này gọi là cái màu óc chó. Đó, cái màu óc chó là màu này đây. Cái màu này là nó cũng làm bóng nhưng mà nó để lại vân gỗ nha. Nó làm cho cái nền gỗ của mình nha, chẳng hạn như là những gỗ thông hay gỗ gì đó mà nó sáng quá mà nó nhạt quá thì làm cho nó sậm lại nha. Để các anh xem ha. Đây là cái màu gỗ keo. Đó, em quét lên như thế này thì nó vẫn giữ lại được cái vân mà nó vẫn đẹp nha. Đó. Cái lon này nè. Cái lon này là nó xấu như thế này đi ha, thì em còn 4 lon thôi. Em còn 4 lon thôi thì em sẽ xớt ra cái bình nhựa em gửi về cho các anh. Các anh dùng nó, tại vì nó không có đát đâu nha, nó không có để đát. Đó, các anh nhìn xem, nó không có để đát và 5 tháng đâu. Các anh cứ hình dung nó giống như thế là cái dầu lanh dầu mè gì đó. Thì các anh dùng nó như là cứ các anh làm cán dao, cán sẻn, cán đục gì đó là các anh lau qua như vậy đó ha. Đó. Em cũng về em vệ sinh cái búa này. Rồi em lấy em lau qua, đó thì nó ra cái hiện trạng nó như thế này ha. Nó bền bỉ theo 5 tháng, họ họ nói rõ là nó không bong tróc và không nứt nẻ. Đó. Cái lon xấu như thế này ha, em còn 4 lon, anh nào lấy thì cứ người một lon về để đó để làm cán dao, cán đục, cán sẻn, mình không phải pha, không phải gì, tại vì nó là cái gốc của nó là gốc tự nhiên các nha, gốc của nó là gốc tự nhiên, nó không có xăng, không có cồn, nó không có làm cho mình đau mũi ha. Đó. Cái lon xấu như thế này đi ha, em sẽ xớt qua cái bình nhựa em gửi về cho các anh, về đến nhà là 120. Đó, 120 một lon, dung tích của nó là 946 ml nha. Đó, các anh lưu ý giúp em nha. Đó, em bán còn cái 4 lon, cái lon này lon xấu thì em bán về đến nhà cho các anh là 120 một lít. Đó, 120 một lít nha, một lon em cứ cho là một lít nha. Đó, hàng made in của Mỹ nha. Đó, 120 còn cái lon này nè. Đó, những lon đẹp như thế này ha. Thì anh nào lấy thì em bán 150 một lon về nhà nha các anh nha. Đó, 150 một lon nha các anh nha, 150 ngàn về đến nhà, các anh cứ hình dung là trừ đi 30 ngàn tiền ship. Đó là như vậy các anh. Là giá trị thật của nó là bao nhiêu thì em sẽ lướt qua cái phần dầu của Mỹ này ha, nội địa Mỹ, và các anh sẽ đọc theo cái hướng dẫn của nó ghi trên này ha, bằng tiếng Anh không các anh. Made in USA nè. Đó, các anh hỏi thì em nói nha, mà các anh cần thì nhiều nhiều cái loại này, cái loại trắng, cái loại mà gọi là màu tự nhiên với lại cái màu gỗ sồi thì màu tự nhiên em không còn, mà gầu gỗ sồi thì là những cái lon xấu như thế này thì em nghĩ rằng là không có đăng bán đó. Vì nhưng mà rồi em nghĩ rằng là mình chỉ lau cán 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 dao, cán sẻn, cán đục gì đó
thì là nó xấu như thế này thì em xớt qua cái bình nhựa để gửi về cho các anh dùng nha. Đó, 120 một lon về nhà. Đó, 120 một lon nha các anh nha. Đây là cái màu hiện trạng của nó, để các anh nhìn xem ha. Còn cái màu này là cái màu cánh gián ha các anh ha. Các anh nhìn thấy không? Đó, nó sậm đỏ như vậy đó. Giống màu cánh gián, còn cái màu này là cái màu để lại cho vân gỗ nè. Đó, màu gỗ sồi nè các anh nha. Đó, các anh xem qua rồi anh nào lấy được thì em sẽ bỏ vào trong cái bình nhựa, em ship về cho các anh nha. Em ship về cho các anh 120 một lon, 1 lít về nhà. Cái này em chỉ có còn 4 lon thôi. Rồi cái mã số 1 đầu tiên nha, là em gửi tới các anh nha, tại vì bây giờ thì là hải quan nó đã đóng cửa hàng bãi rồi các anh nha. Nó giống như cái năm trước vậy á. Nên là không còn những cái hàng mới nữa và em phải đi lặt những cái hàng cũ cũ thôi. Đó, các anh nhìn xem có được không? Cái cây mi tù này nè ha, cái cây mi tù này nó là 200ml nha, 200ml nè, 200. Và nó đang còn đẹp long lanh luôn, cái miệng của nó đang đẹp lắm. Miệng nó đang còn khít mà đẹp lắm nha các anh nha. Nhưng mà nó xấu là xấu cái đồng hồ thôi các anh. Nó bị mất cái mặt gương. Đó, các anh nhìn xem nè ha. Tại vì em bán hai cái dòng mà có hai cây cho hai anh mà cũng mất mặt gương như thế này, mà về các anh tẩy rửa cái mặt gương, mặt số của nó đi, mặt số của nó còn đẹp nè. Đó, tẩy rửa sạch cái mặt gương, đóng cho nó cái miếng bica vô là gì, cây thước nó đẹp long lanh. Các anh nhìn xem nè, cái cây thước mi thù này 200 này nó đẹp lắm à. Đẹp lắm luôn các anh nha. Số nè, số của nó đang rất rõ nè, các anh nhìn xem ha. Đó, cái số của nó rất rõ nha. Đó, chẳng hạn như là 1 2 3 4 5 mi, 6 mi, 10 mi này đó, một phân này đó. Thì cái đồng hồ, cái kim của nó ở trong này nó quay là nó cho các anh những cái con số chính xác hơn. À, chẳng hạn như là 8 ly mấy gem như vậy đó. Đó, anh nào có thể có khiếu về có thể là làm lại cho nó một chút nha, làm lại một chút cái mặt mica cho nó, rồi rửa sạch cái mặt cho nó là nó vẫn còn đẹp nha các anh nha. Đó, về đến nhà là 300 nha các anh nha. Cây 200 mi nè, đó, made in nhà mi tù, made in Japan nè. Cái thân của nó đang còn đẹp lắm, số nó đang còn đẹp lắm nha các anh nha. Đó, mặt thước trong và thước ngoài đều đẹp hết các anh nha. Mặt trong và mặt đồng đẹp lắm. Đó, anh nào lấy thì chịu khó gia cố cho nó cái mặt gương đó là nó đẹp long lanh, rồi tẩy rửa cho nó sạch cái mặt gương đó là đóng vô là đẹp lắm. Made in Japan nha các nha, 200 mi, mi tù Japan nè. Đó, quan trọng nhất là cái hai phần đo này nó đang còn đẹp lắm. Đó, giống đang còn mới lắm coi nha, 90% mấy coi nè. Tụi cái đồng hồ nó bị lỗi một chút thôi coi nha, lỗi cái nắp đó, về các anh chỉnh sửa cái nắp lại một chút, cắt cho nó cái miếng mica, tại vì có hai anh làm xong rồi gửi hình cho em đẹp lắm. Rồi em gửi tất cả nha, 300 nha, cây số 1, 300 về nhà. Anh nào làm nhiều cây mi tù này 300 thì các anh ủng hộ nha. Rồi cây số 2. Cây số 2 là em còn có được một cái cây phu già nè các anh. Phu già này nó là 180 nha các anh nha, 185, 190 gì đó. Mà hàng này đang còn gân luôn nha, hàng đang còn đẹp lắm. Hàng đẹp đang còn gân luôn. Các anh nhìn xem nè, nó là 190 nha, nè. Đó, 190 ngoài 190 luôn nè. Đó. Răng của nó, răng lợi của nó đang rất đẹp luôn các anh. Hàng như đang còn mới luôn các anh nè. À, giống như là hàng mà nó xài lướt qua thôi. Đó, đang còn kín chưa? Các anh nhìn thấy không? Đó, mi tù này nha. Nè, coi quay cây phu già nè, nè, dấu vít nè. Hàng này là hàng nội địa nè nha các anh nha. Đó, nó đóng từ dưới cái thân vỏ này. Đó. Thân vỏ này không chữ phu già luôn. Trên này là dấu vít nè ha. Răng miệng đang còn mới 95% luôn các anh. Đang còn kín nha. Đó, sao nó làm 190 nha các anh nha. Đó, về đến nhà em bán cây này về nhà là 160 nha các anh nha. 160 các anh nhìn xem nè. Đó. Hàng phu già nó cắt đồng lĩa trong này nó ngọt lắm các anh nha. Đó, anh nào sưu tầm cái kìm này là cái kìm sưu tầm các anh nha. Đó, anh nào khó tính thì chọn cây này nha. Đó, 160 nha, về nhà. Rồi tới tiếp là cái cây số 3 nha. Cây số 3 là cái em đăng lại cái này nha. Vì các anh hỏi nhưng mà đến khi mà em có được, em lấy em có được thì các anh lại mua mất rồi. Nên là em đăng lại để cho những anh nào mà chưa có thì ủng hộ nha. Đó, cây kìm bấm này, cây kìm bấm, hai cây kìm bấm này nha các anh nha. Kìm bấm này là kìm bấm 200 nha các anh nha. Đó, nó là 200. Đó, hiệu của nó là hiệu Kabuta nha. Đó, nó nặng trịch rồi các anh. Nặng trịch, hàng nội đồng cối đá để các anh kẹp hàng ha. Kẹp hàng hay là làm những việc vào vặt trong gia đình. Và các anh có vứt phá nó cũng khó mà hư được nó. Hàng chất lượng cao nha. Đó, về đến nhà là 240 nha các anh nha. 240 về đến nhà. Hai cây giống nhau nha các anh nha. Thương hiệu giống nhau hết. Và cái độ phần trăm của nó cũng giống nhau. Đó, 240 về nhà. Ai nào chưa có thì ủng hộ nha. Số 3 và số 4. Đó, số 3 nè. Cây số 4 nè. Đó.
nhịp nhàng lắm các anh nha, nó rất là nhịp nhàng. Bấm nó kêu cốc cốc à, số 4 nha. Rồi tới số 5 nha. Tới số 5 là cái cây vòng nhớt nha các anh nha. Anh nào làm gara gì sưu tầm những cái vòng nhớt như thế này, các anh như là chỉ sắm có một lần thôi. Cái vòng nhớt này là cái vòng nhớt 8 các anh nha. Đường kính của nó 8 các anh nha. Nè, vòng tròn của nó 8 thôi các anh. Nó được 8 à. Còn cái vòng nhỏ của nó là ở trong là chắc là 7. Đó. Được 7, 7, 75 thôi các anh. Đó. Rồi, cây số 5 này nha. Nè, Japan nè. Cái thứ này là thứ đúc nha, nha. Một khối đúc đẹp lắm. Một khối đúc đẹp lắm nha nha. Đó, Japan này ha. Cây số 5 này 100 về nhà. Rồi đến cây số 6 nha. Cây số 6 là cái cây kìm cắt. À, có anh hỏi đây, em cái bán lần trước thì em bán mất rồi. Bán cây kìm cắt kia rồi. Đó, cái cụm lực kia rồi. Còn cây này là cây Japan MC nha. MMC Japan. Đó. Cây này về nhà là 120 nha các anh nha. Anh nhìn xem ha. Đó, có những lúc mà mình ta phải cần với chúng ta phải cần gia đình, trong gia đình cắt kẽm hàng rào rồi cắt kẽm dàn lan hay gì đó, các anh phải cần những cái kìm cộng lực như thế này ha. Có một cái để mà mình để ở nhà ha, để mình cắt những kẽm 3 ly ra 3 ly rưỡi đó. Các anh nhìn xem, nếu mà kìm bình thường thì chúng ta không cắt được những cộng kẽm như thế này đâu đó. Còn các anh muốn cắt kẽm mịn á, kẽm 1 ly rưỡi 2 ly á, thì các anh tăng con ốc này vô ha, xiết con ốc này vô cho nó thấp, cho nó khít lại. Anh nhìn xem nha. Đó. MMC da băng nha. Cây số 6 nha, 120 về nhà. Các anh nhận hàng cho em là 120. Đó, đã bao gồm cả tiền ship rồi đó các anh. Rồi tới cái cây số 7 nha các anh nha. Cây số 7 là cái cây kìm hàng. Những cái cây kìm hàng như thế này thì là ít có anh thông dụng, nó không có thông dụng, mà có những anh mà thợ đá rồi những anh hay làm việc nhà thì mới thông dụng được nó thôi. Đó, nhưng mà những hàng đẹp này thì em lấy hết nha. Nó cũng là thương hiệu Kubota luôn ha. Đó, nhìn cầm cái kìm trên tay là các anh thấy là biết là hàng nồi rồi nha. Đó, cái kìm kẹp nha, kẹp hàng cũng như là ép đá rồi là mình dán cái thứ gì đó, có thể là mình kẹp nó vô nha. Đó. Số 7 280 về đến nhà nha các anh nha. 280 về đến nhà. Cây số 8 là cái cây live, mà cây live thì các anh hỏi nhiều lắm, nhưng mà cây live này đúng thật chất ra thì là nó bị mài hai bi hông này. Đó, để mình bấm vô trong cái khe thì các anh lại nói rằng là nó bị lỗi rồi, tôi sợ nó bể nữa. Và em các anh dùng 12 tháng hay là 24 tháng, nếu nó bể thì em trả tiền lại. Em dám đảm bảo như vậy ha. Em bán bảo hành cho các anh ha. Cái cây này là cái live này là live của Lotte nha. Những hàng của Lotte như thế này thì cái nhôm của nó là gần như vĩnh viễn các anh ạ. 50 năm, 100 năm cái nhôm này của nó nè. Đó, các anh nhìn xem ha. Đó. Bây giờ thì em lại các anh chờ chút đó. Nên là em nói với các anh là em bán không phải là vì mấy trăm ngàn để mà bán cho qua nha. Và em sẽ đồng hành với các anh để mà bảo hành. Đó. Nếu mà có lỗi, mà nó có lỗi thì là lỗi tội nơi em, tại vì em chọn hàng không đúng thôi. Đó. Và các anh nhìn xem này đó. Nó nhịp nhàng và nó ngọt lắm nha các anh nha. Các anh đừng mua những thứ mà 100 với lại 120 với 80 của cái đồ của Việt Nam. Nó mỏng mảnh lắm. Nó giả dối lắm, các anh bấm vài bữa là cái lưỡi cắt của này, trong này của nó là coi như là nó luộc đi rồi, các anh sẽ không cắt được nữa. Đó. Còn đây là những thứ này của hãng thương hiệu này thì nó làm bằng thép đen hơn các anh nha. Đó. Tại vì em phải bấm tới 4 cái vì mình phải rút sâu vô đó. Chứ mà mình bỏ qua cái miếng sắt là rút cần cả 2 cái 3 cái là xong thôi. Đó, các anh nhìn xem ha. Đó, nó nổ nè. Các anh chỉ dỡ ra như vậy ha. Dỡ ra, đổ ra nè, nó chạy ra thôi. Đó. Lỗ 4 ly 2 nè, 4 ly 8 nè, 3 ly 2 nè, 2 ly 4 nè. 4 lỗ nha. Đó, các anh dùng về làm việc nhà. 280 về đến nhà. 280 về đến nhà. Có anh hỏi ở trên comment, ở trên cái tiêu đề của em thì là trên một bình luận thì em trả lời rồi, mà các anh hỏi là cái kìm live với lại cái mẫu số 7, số 9 thì còn không? Nhưng mà em trả lời rồi, các anh cũng chưa thấy trả lời hồi lại. Thì em còn nữa nha. Cây tay hàng nha các anh nha. Đó. Nó là của nhôm hết. Nó là bằng đồng hết nha các anh nha. Nó là khối đồng. Còn hai thân này của nó bằng nhôm. Mà cây này nó hơi bị nứt chỗ này nha. Đó. Cái vỏ ngoài nè. Các anh nhìn xem ha. Đó. Nó bị nứt. Đó. Bị nứt cái vỏ tay cầm đây nha. Đó. Đó. Còn mọi cái là van vung của nó. Van vung của Nhật hay là đầu bát gì của nó là tuyệt vời luôn các anh nha. Đó.
tay hàng cho đá nha. Tổng chiều dài của nó là 45 nha anh nha. 45 là cái cây vừa nha, cây chung chung để các anh làm việc nha. 400 về nhà nha. Mã số 9, mã số 10, mã số 10. Mã số 10 là số 10 nè, 11 nè. Số 10 là cái cây mỏ lết nè, mỏ lết những hàng sưu tầm, em sưu tầm nè. Hàng top nha. Hàng top da băng nè. Anh nhìn xem hả? Thép chrome nè, nó mới 95% nha. Mới 95%. Như họ nè, đang còn, nó đang còn gai luôn nè ha. Nó đang còn G của nhà sản xuất luôn á, coi. Miệng của nó. Anh nào sưu tầm ha, anh nào đang còn cần nó là 250 nha. Nó dùng cho gia đình nha, dùng cho gia đình. Thợ thường thường người ta hay dùng để mà người ta bắt máy lạnh hay thứ gì đó thì người ta cần dùng tới 300, còn mình gia đình thì chỉ dùng 250 thôi. Đó, 250 mm là đủ mình dùng cho gia đình rồi. Hàng nó còn mới nữa. Nên là nó là 170 nha, về đến nhà. Rồi tới cái số 11, cây 11 12. Đây các anh nào hỏi những cái dòng mà cái dòng bi gài nè. Đó, những dòng bi gài nè ha, bi gài. Cái cây số 11 này nó là nó đây các anh ha. Đó, đục của nó là mười mấy này, em không biết nữa. Cái thân của nó em cứ đo thân đi nha. Em cứ đo thân đi. Đó, các anh nhìn xem ha. Đo thân của nó nè. Đó. Đo thân của nó là 18 anh các anh ạ. Em đo thân là 18 nè. Đó, 18 mấy luôn đó nha. Đó. Chắc có lẽ là đục 19 sao các anh. Cái này em không biết rằng là cái mình tính nơi cái chân này hay là chỗ nào em không rõ nữa. Nhưng mà em cứ đo như thế này ha. Này nó là 18 các anh nha. Đó, nó là 18 nha các anh nha. Đục chân gài nha. Cho những dòng máy nó cũng là dòng máy phổ thông ha. Nó là dòng máy phổ thông ha. Đó. Các anh nhìn xem ha, nó dài được tới 380 nha các anh nha. 380. Đó. 140 về nhà nha. 140 về nhà. Cái còn cái đây nè, đây nè. Đây là của Makita nè. Cũng là đục chân gài này nha các anh nha. Đục chân gài này nè, các anh nhìn xem ha. Đục chân gài này nó cũng vậy luôn các anh ơi. Nó cũng là 18 à, em đo như vậy đường kính đây nó cũng là 18 thôi. Pi của nó cũng 18 à. Nó dài được 400 nha anh nha, 395. Đó, nó đây, cái này là nó là mũi sủi. Đó, mũi sủi nha anh nha. Chắc là đục 19 đó các anh nha. Nó là 19 đó, để các anh bỏ vào trong cái họng của cái máy đục Makita đó. Nè, Makita nè. Đó. Bi nè, chân bi nè ha, chân gài nè. 180 về nhà nha các anh nha. 180 về nhà. Rồi còn cái số đó. Ủa, tại sao cái này lại là số 13 ta? À, 12, 11 là 12 nè. Cái đục mũi đây nè. Cái đây cũng là mũi sủi nè. Mũi sủi cho cái đục 17 nha. Đó. Chân móc nè, chân móc vô này ha. Chân móc vô. Nó bản của nó là bản 7,5 ly nè. Đó, nó là Kabuta da băng nè ha. Đó. Nó dài 31 năm. Đó. Các anh cho vô rồi thì nó cũng còn được hơn 20 nha. Đó. Nó còn được 20 nha. Các anh cho vô trong máy rồi. Đó. Bỏ vào trong cái họng của nó rồi mình gài chụp lại ha. Hàng này cũng đang còn mới ha, còn nước sơn zin nhá. Nè, Mokuba da băng ha, con này cũng là cái đục này cũng 180 nha cả nhà. Về chụp về nhà. Rồi tới số 14 nha. Số 14 là em có cái đuôi chuột nha. Đuôi chuột nó là 1721. Nó của MCC nè cả nhà. Nó đang còn cứng nha. Đó. 1721 nha cả nhà. 1721. 100 về nhà nha. Đó, đuôi chuột này 100 về nhà. Rồi tới số 15. Số 15 và 16 là hai cái bộ tarot mà em đã tuyển mà chưa có anh nào mà sử dụng nó. Đó. Nó dài như thế này các anh nè. Đó, cây gai trong nè. Cây gai trong nó là 35 nè. Cây gai quên cây gai gai ngoài nó là 35 nè, còn cây gai trong nó là 34 năm nè. Đó, một cặp kìa, đẹp lắm nha. 300 nha, cặp này 300. Các anh nhìn xem lỗ của nó, họ mới dùng lướt qua thôi. Số 15 300 nha. Rồi tới số 16 nè.
số 16 này. Số 16 là cái bộ lớn này, cho những cái anh thợ tiện trong những cái xưởng lớn này. Đó. Cây gai trong thì cây gai trong này thì nó là tới 390 nha các anh nha. 395. Còn cây gai ngoài nó là 400 nha các anh nha. 405. Đó, cặp này là cặp to nè. Các anh nhìn xem miệng của nó nè. Miệng đẹp nha. Miệng đẹp. Miệng của nó là coi như là chưa có chày chỗ gì đó nha. Cặp này là 400 nha, về nhà nha. Đó, các anh em phải trả tiền ship rồi em phải trả tiền thu hộ nữa các anh ạ. Mà đến khi họ chuyển khoản thì họ lại trừ đi 5.000 tiền chuyển khoản nữa, không biết nó là bao nhiêu tiền, nó là như vậy. Em phải trả rất là nhiều cái khoản tiền nha các anh nha. Rồi tới số 17 nha các anh nha. 17 là có một cây, em có cái cảo C nha. Cảo C mà nó bằng đồng các anh nha. Đó, cái đầu này là bằng đồng để các anh kẹp để hàng nha. Đó, kẹp để hàng để mình kẹp vô để nhưng mà nó là cái cảo gọi là cái cảo mát thì ha. Đó, cảo mát nó mở mà ra của nó rồi chắc được 7 phân các anh ạ. Nó ghi là gì đây? PSE 500 chắc là 5 phân ha. Em nghĩ phải hơn 5 phân chứ. Đó, maximum của nó rồi nè. Em coi thử nó được mấy phân. Rồi, đúng rồi, nó được 7 phân rưỡi mà, 7 phân rưỡi 8 phân luôn các anh nè. Đó, nó mở đó các anh nha. Mở ra 7 8 phân luôn, 8 phân. Mở maximum ra được 8 phân nè. Đó, để kẹp hàng nha các anh nha. Kẹp hàng. Các anh nào mà làm việc trên những cái bộ xà gồ để kẹp dưới ở dưới rồi trèo lên chấm hàng thôi. À, số 17 các anh nha. Số 17, 150 nha các anh nha. 150 về nhà. Rồi tới số 18 nha. Số 18. Số 18 và 19 nha. Số 18 19 là hai cây kéo nha anh nha. Hai cây kéo này là của clip trước em đăng lại nha. Đó. Những cái dòng kéo Mitsu các anh nha, hay hỏi nhiều. Mà bây giờ thì là nè, các anh nhìn xem nè, đó. Đó. Nó cắt dọc này ha, nó cắt ngang này ha. Các anh muốn cắt dọc theo cái sống tôn nè thì có nó này ha. Nó chạy vô trong đây ha. Đó, hãy nhìn xem. Đây cây kéo này thì nó dài nha, nó dài, nó chuyên cho thợ nha. Chuyên cho thợ thiết, đó, Mitsu nè. Các nhìn xem ha, Mitsu. Mitsu Mitsi nè, lưỡi răng đẹp lắm nè. Hai mặt lưỡi đẹp lắm nha. Cây này 300 về nhà nha các anh nha. Đó, nó dài được là tới 300 mấy nha. Nó dài tới 320 nha các anh nha. Nó dài 320. Rồi cái cây số 18 này là 300 về nhà. Rồi tới cây số 19 nè, nó cũng là Mitsu nè các anh nha. Đó. Mitsu này là nó ngắn nha. Nó dùng cho gia đình nha các anh nha. Nó dùng cho gia đình. Đó, nó 250 nè. Đó, Mitsu Mitsi nè. Lưỡi nó đồng đẹp nè. Mà cái điều quan trọng nhất là nó bén nha. Nó bén và nó công năng. Các anh cầm cái kéo vô là các anh thấy được là cái độ cắt và ngọt của nó nha. 250 về nhà nha. Những dòng kéo Mitsu này 250 về nhà. Anh nhìn xem nha. Rồi tới số 20 số 20 nha. Số 19 đã qua rồi, giờ tới số 20. Số 20 là một cái dụng cụ, một cái thước lấy độ chuẩn của thợ tiện nha các anh nha. Đó, các anh nhìn xem ha. Đó. Nó cao được, tổng chiều cao của nó là nó chỉ có được 230 thôi nha các anh nha. 230. Cái độ xê dịch của nó là 200 nha các anh nha. Đó, nó kéo lên kéo xuống, các anh nhìn xem nè. Cho các anh thợ tiện hay làm việc nhà cần nó cái độ chính xác. 230 về nhà nha, số 20. Rồi tới số 21, 21, 22. Em sẽ quay lại cái này ha. Đó, xịt cái camera lại. Và cái số 22, 21 này á là những cái dòng kìm này thì em không thể nào lấy thấp hơn được các anh ạ. Những dòng kìm mới á, những dòng kìm mới mà hàng đẹp thì là người ta vẫn bán giá cao. Không thể nào mà mình mua chụm hay là mình mua những thứ này, em phải mua món hết cây. Đó, họ lặt ra họ bán từng cái một rồi. Cái hàng này là hàng Lotter nhé, Lotter nội địa nè. Đó, kìm này là nó kìm 4 lỗ nè cây. Đó, cái lỗ nhỏ nhất của nó là 1.25 các nha. Mà lớn nhất của nó dùng chung một lỗ nhỏ nó là 1.25 cho tới 3 chấm gì đó. Rồi cái lỗ lớn nhất là lỗ mười mấy này. Mà nó ghi bằng tiếng Nhật không nên em không có thông số để mà nói với các anh nha. Nhưng mà nó có 4 lỗ lớn, 4 lỗ luôn nha. Hàng này là hàng Lotter nè, dấu vít nè, nội địa nè.
cán bao mũ đang đẹp luôn á, kiềm răng sạch mình đẹp, 250 nhá, kiềm là 250 về nhà nha các bạn. Những dòng này vậy đó, kiềm này thì nó lại ba lỗ nhưng mà nó bấm cốt tròn nha các anh nhá, nó bấm cốt tròn đó. Cái cây này thì nó lại dài tới 320 các anh nhá, dài 320, bấm cốt tròn nha các anh nhá, là cái kìm mà to mà nó dài như vậy đó. Cây này 280 về nhà nhá, hàng đẹp long lanh. Rồi tới số 23 nhá, 23 là cái cây thước nhá, là cái cây thước kẹp mà để các anh xẻ gỗ, anh nào có những cái bàn cắt của cái máy, các anh mua những dòng bàn đó rồi thì bây giờ chưa có cây thước thì cái đây em có cây thước cho anh dùng ha. Đó, các anh kẹp vô ha, kẹp vô trong cái khung của nó, rồi chỉ việc đo từ lưỡi đo ra là nó sẽ có một cây thước để cho anh sẽ bán 150 về nhà nha. Số 23. Số 24 là cái con rồng rọc. Cái con rồng rọc này á là nó nặng tới một ký mấy luôn các anh nha, nó nặng tới đâu có một ký ba ký rưỡi gì đó các anh. À, con rồng rọc này nè, nhưng mà tải của nó là tải 300 các anh, nhưng mà những thứ mà 250 mi 250 ký với lại 500 ký thì các anh lấy hết rồi. Tại sao cái dòng 300 ký này là các anh lại không có chuộng nó không biết nữa, mà hàng đang còn đẹp như vậy cơ mà. Đó, nhìn xem ha. Ba trăm ký nhé các anh nha, đây là chữ nhật này. Đó, hàng đang còn đẹp lắm nha, nước sơn zin của nó nè, 220 về nhà nhé các anh nha, 220 về nhà, 300 ký. Rồi tới mã số 25 nhé các anh nha, mã số 25 thì là mã số 25 là cái cây kéo dài nha. Cái cây kéo dài này á, cây kéo dài này là hồi đấy em có hai cây nhưng mà em đã bán mất rồi, thì lại còn lại sau này các anh có hai anh vô hỏi kéo dài nhưng mà rồi em bán mất rồi, em nói là bây giờ em chưa có, mà bây giờ thì em đã có, em đăng thì các anh chắc là đã mua rồi, hoặc là các anh không vào, tại vì trong những ngày này làm sao đó thì các anh chỉ có được có 400-500 người xem mà đó. Nên từ đó mà nó vẫn còn nó nè các anh nha. Nó dài 500 nha các anh nha, kéo to dài 500, lưỡi của nó đẹp lắm luôn anh đó, hai mặt lưỡi của nó đẹp lắm, hàng chưa tì vết đâu các anh, chữ của nó nè, kéo này 400 về nhà nha các anh nha. Số 25. Rồi số 26 và số 27 là hai cây cảo lớn nha, cảo lốt tờ và cảo top đó, nên là anh nào coi, vì em không thể nào bán thấp hơn được nữa vì cái giá đã nhập vô nó cũng cao rồi nha các anh nha. Nên là từ cái đó mà em cứ lời 50.000 70.000 cho một món thôi đó. Cây cảo này là cây cảo 150 của Super này ha, những hàng đẹp mà những hàng chuẩn như thế này thì người ta cũng bán ký hoặc là người ta cũng đã cân ký trước rồi người ta bán cho mình các anh đó. Anh nào là coi đang muốn sưu tầm những cái đồ chuẩn ha, đồ chuẩn mà đồ đẹp, nó còn sơn zin của nó nè, lốt tờ nha, đó, ra nhìn xem ha, 450 nha, cảo này là cảo 150 nè ha, là sâu của nó là 75 nè, hỏng của nó 75, 150 của Super, hàng chuẩn, hàng đẹp nha các anh nha, từng răng miệng của nó coi, anh nào chưa có thì ủng hộ, đang cần thì ủng hộ em, 450 là về đến nhà nha các anh nha, đó, nó nặng 3 ký. Nặng 3 ký nha các anh nha. Nặng 3 ký. Rồi tới cái con số 27 nha. 27 là cái cây cảo 200 mi nha. Đó, cảo này là cảo top. Mà cái giá em bán về đến nhà cho các anh là 550 nha các anh nha. Nó nặng 4 ký nha. Đó, nặng 4 ký. Những hàng chuẩn và hàng đẹp như thế này. Đó, em về em phải vệ sinh sạch lại ha. Em lau dầu của Mỹ nè, đó. Thì nó lúc nào nó cũng bóng vào rồi nó cũng đẹp như thế này. Nó không có bị trang xét lại nữa nè. Nó dài 200 thì họng của nó là 100 nha các anh nha. Đó, hàng top 8 inch. Anh nhìn xem ha. Đẹp nha, 550 về nhà nha, nặng 4 ký nha các anh nha. Anh nào đang còn cần nó những hàng thương hiệu như vậy thì ủng hộ em, số 27 nha, 550. Rồi 550. Rồi bây giờ em tới tiếp ba mã cuối nha. Ba mã cuối này đó là cái hai bộ dây bảo hộ nha. Đó, cái dây này nè. À, rất là nhiều anh cần nhưng mà rồi các anh đã mua rồi hoặc là như thế nào đó mà em đăng lên thì chưa có các anh lấy. Cái bộ này rất là hiếm có nha các anh nha. Nó hiếm hơn. Nó tại vì nó có thêm một cái sợi dây, nó có thêm một cái sợi dây gọi là cái dây để móc vào trong cái trụ cổng nữa nha, trụ điện á. Đó, các anh nhìn xem ha. Cái loại này là loại chống sốc nè các anh nha ha.
đó, các anh mà trượt chân là nó sẽ tự khóa ngay đó, còn các anh mà kéo từ 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 ra vậy thì nó ra nè, đó dây đang đẹp lắm nè, còn các anh trượt chân là nó khóa ngay nha, đó như vậy ha. Đó. Các anh nhìn xem ha, đẹp không, hàng đẹp không đó. Các anh đeo vào trong người ha, đeo vào trong người, cái này thì các anh móc vào trong cái nơi nào đó, còn cái móc nhỏ này các anh sẽ vòng qua bên cái trụ điện ha, để mình móc vào trong cái quai này ha, móc vào trong cái quai này, móc trong cái này để mình đứng, mình tựa lưng nha các anh nhá, đó mình đứng mình tựa lưng. 500 về nhà nha, số 28 các anh nha, 500 về nhà số 28, rồi tới số 29, 29 nó cũng là một bộ dây, cũng là một bộ dây, nhưng mà bộ dây này để cho các anh trèo trên cao nha, để đu đu thòng rồi treo người ở trên những cây cao hoặc là thợ sơn nước đó. Nó cũng có hai móc nha nha, hai móc, nhưng mà cái này thì nó mặc vô như cái áo của mình vậy nha. Đó, những cái bộ này là cái bộ mà các anh mặc vô trong đùi nha, luồn vô đùi nha. Đó, đây là khoe hai lỗ này là lỗ xuống đùi nè ha. Đó, các anh sẽ mặc vô nha. Để em coi nè, cái này là cái sau lưng nè. Đó, cái này là cái sau lưng nè. Còn cái này là lồng lên vai nè. Cái này là thắt ngang bụng nè. Đó, cái khóa thắt ngang bụng đâu rồi? Đây ha, đây là cái khóa thắt ngang bụng nha các anh nha. Cái khóa thắt ngang bụng. Còn cái này nè. Để em coi. Thắt ngang bụng. Em coi nè, cái này trên vai trên lưng này ha. Và cái này là nó thắt ngang bụng này ha. Đó. Còn cái chỗ nào là cái nào mà nó lồng vào trong đùi đâu ta? Đó. Nó có chỗ để lồng vào trong đùi ha anh nha. Đó. Nó lồng vào trong đùi nữa. Đó. Sợi dây này nó nằm đâu ta? Đó. Các anh mà hay leo trèo là các anh nhìn thấy cái bộ dây này là các anh biết nha. Đó. Cái bộ này cũng vậy luôn anh nha. Bộ này cũng 500 về nhà nha. Đó. Nhìn xem đẹp lắm nè ha. Đẹp lắm luôn nha. Cũng 500 về nhà nha các anh nha. Số 29. Rồi cuối cùng em gửi tới anh nha, 30 mã. 30 mã tới mã cuối cùng là cái mã của cái tăng cáp nha các anh nha. Cái tăng cáp thì các anh hôm bữa thì em bán những dòng là 800 rồi 750. Nhưng mà cái đó là những cái con cóc nằm. Còn cái con cóc đứng này em bán 650, mà các anh chưa có anh nào mà ủng hộ hết nha. Con này là con 1 tấn nha các anh nha. Đó, nó nặng 1 tấn nè. Dây đồ của nó là rất đẹp nha. Mướt lắm nha các anh nha. Đó, mướt lắm nha, mướt lắm luôn. Các anh xả ra nha. Đó. Xả ra này ha. Rồi các anh tăng vô nè, bật qua tăng vô nè. Đó. Đó, còn cái dây nguyên bản của nó là như thế này các anh nha. Đó. Cái móc này nha, đây mà là cái móc đuôi heo của nó nè. Đó, để nó ngoài á, nó ngoài cái sợi dây này vô trong nhiều vòng, vô trong một cái vật nào đó rồi nó luồn sao đó thì em không rõ nữa nè. Đó, nguyên bản của nó như vậy thì nha. Cái thứ này là zin của nó nè. Đó, nó là zin của nó đó các anh. Các anh nhìn xem ha. Rất là đẹp đó ha. Nó là 1 tấn nha các anh nha. Nó là 1 tấn. Con này là 1 tấn nha. Đó, 650 về nhà nha các anh nha. Đó, còn cái con cóc này của nó là con cóc đứng của Siemens nè ha, của Siemens. Nó ngậm được dây 14 nha các anh nha. Ngậm được dây 14. Đó, ngậm được dây 14 thôi. Đó, các anh nhìn xem ha. Nó rút lên như thế này. Để nó cẩu lên ha các anh ha. Đó, nhìn xem. Đẹp lắm luôn nha các anh nha, đẹp lắm. Trơn tru lắm các anh. 1 tấn nha. Con tăng cáp này về nhà là 650 các anh nha. Đó, 650. Rồi em sẽ gửi tới, hôm nay em chưa đăng gì giá thôi. Ngày mai ngày mốt thì đó em sẽ đăng mới đá. Những cái dòng đá dầu rồi đá mài rồi những cái thứ mà đá nước nha các anh nha. Đá nước, đá mài đĩa thô, đá mài đĩa mịn. Để anh nào đang còn cần nó thì ủng hộ em. Đó, hôm nay em sẽ lướt qua như thế này ha, qua những cái dụng cụ và nhất là những chai dầu mà các anh hỏi, những cái chai dầu mà màu ốc chó đó, các anh nào có chấp nhận được không thì cứ nhắn tin cho em, rồi em sẽ chiết qua, em sẽ mua cái bình nhựa, em sẽ chiết qua rồi em sẽ đóng gói gửi cho các anh, để các anh về vặn nắp để đó rồi dùng một vài ba năm sau, nó không có cái thời hạn đâu, cứ nhúng dẻ rồi các anh lau làm việc nhà. Rồi hôm nay em gửi tới các anh số 0903588867, đây là số điện thoại của em. Rồi Đình Thái xin chào và luôn cầu chúc các anh được nhiều sức khỏe.